Làm gì vậy? Đâu? Có tổ chim hả? Con có đi vệ sinh không con? Bà thấy thương quá ha. Đi lẹ lên. Bà từ tốn, từ tốn. Ừ, nó mò mò. Công chúa. Sao mà đòi con đi với chị? Nó mò vậy đó. Thổ này cũng vậy. Đi về. Chị, màu tím hả chị? Dạ. Cái này là gì vậy chị? À quên. Ôi quần xịp màu tím nè bụi. Lớn vậy. Rẻ hả chị? À, 2.7 á ông nội. Vậy không? Đây là đường lên núi Cấm hả? Có gì? Đúng rồi, gần gấp treo. Đi em. Đi đi bước đi bụi. Chị em tèn tèn đi trước nha. Ủa chị cô Ly cầm vé hả? Ừ. Ở đây có rạp chiếu phim nữa bố. Hả? Đầy đủ à? Hả? Đi lên núi Thấp Nhang. Ừ. Quay cho lớn Thấp Nhang mà. Nhang thì là phần ăn. Sao ông cầu sức khỏe trời. Dạ. Cái năm nay là sao chị? Chắc nó cũng rung xong nó phun nước rồi này kia. Em chưa được coi đó. Thì tí coi. Thì cũng vừa coi á, gớm lắm á. Giờ thử coi. Không biết nó là sao nữa, chưa nghe nói mà không biết. Có coi toàn là 2D. Vậy hả? Thấy ghê mà anh. Ôi ghê vậy. Thiệt luôn hả? Như thời mà coi phim gì mà con khổng lồ nó dậm cái mình né trên trong cái đập. Hình như cũng dậm mình. Thiệt luôn hả? Em chưa coi. Anh đi coi với ai rồi đó? Tự nhiên không nhớ mình à. Vậy đó, hồi đi coi thử đi. Thử cho biết. Cái ghê vậy. Mua gì đây? Mua gì vậy? Nó mua gì vậy con? Dễ thương quá vậy. Sao mua cái màu tối hơn á? Dạ. À. Cái đó bao nhiêu cái vậy chị? Dễ thương ha. Đẹp ha. Kìa kìa. Đang la chim, la chim. La chim anh Di để đi về. Để đây là hot boy trai hot. Có lông xiên nè, có hai chữ lông xiên. Hai chịu hôn là mai à, voi gì voi good hả chào good boy chứ không phải chát boy hả à. Chát boy nó sợ một bác boy là không sợ nha. Để quay lại để có gì về đăng dễ nói chuyện chụp hình nào đưa lên nó kỳ quá đó. Đây là những người trai tốt ngoan. Đây là cuốn boy. Cuốn boy. Ủa anh Minh đâu rồi? Cho cô Nam mượn cái vé đi. Du lịch núi Cấm.
chen 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 chen. Tặng. Tặng gì? Tặng. Hai trăm ngàn. Hai trăm ngàn. Mấy vé? 2, 4, 6, 7 vé. 6 vé. Hả? 2, 4, 6, 7 vé. 7 vé. Ừ. Để mua cái nè vé ấy. Sao không mua cái nè vé cho em? Chị em. Đây, đây là giới thiệu. Đây là một bé trẻ em. Đây là chính hiệu bé trẻ em chính hiệu. Đây là hot girl. Hot girl hay không? Đây là baby, baby. Baby, baby. Ở đâu? Để mình đi đường nào? Quẹo đi mọi người. Không, mọi người đi trước đi, nào đi sau, nãy livestream mà. Có phải vé giả không hả? Vết mã. Vết mã đâu biết người nào đi. Bao nhiêu người. Là bao nhiêu vé, ngại đó gì đó. Không có gì vé. Vé bơi. Vé bơi mà. Vé tặng bơi. Người ta không bơi quá. Mua 8 vé, 7 vé là tặng vé hả? Tặng vé bơi, chứ phải tặng vé. Tặng vé bơi. Vé bơi. Chị Trang Trần nha. Hello em Trang nha. Giờ đi lên núi Cấm. Núi Cấm để cắp treo. Làm chuyến hả Trang? Đi lên núi. Đi lên núi Châu Đốc. Núi Cấm. Viếng. Viếng bà. Dạ. Chị có đi cắp treo lần nào chưa? Đi lên để cầu sức khỏe. Ờ vậy mua vé số đi em, chiều nay trúng để cho nó cầu, cho nó cầu bà cho em trúng số nha. Là nguyên một bên mình lên đây luôn hả? Chui vô đi bụi. Tự thôi. Vô đi, vô đi. Vô đi, đâu quay chưa? Dạ, để em cầu cho chị nhanh giàu cho. Trời ơi, chuẩn bị cái tim rồi nè, cái tim ở đây đã. Dạ, nó chịu, nóng có gì ăn? Không mát gì đi. Ra nó ra ngoài, nó mới làm gió vô. Cái nó xài trời mũi lần đầu vô. Ủa? Ồ nè, nãy con... Anh ơi, em sợ lắm rồi. Hồi nãy con chỉnh áp là xong rồi hả? Chỉnh lại nữa. Cái này của đây là cái đi chợ. Anh vậy là xong rồi hả? Em mẹ đâu có được đúng không anh? Chạy nước rồi nó cho là nó sợ luôn. Cười ta. Dạ, cầu cho con nhanh giàu. Dạ để em cầu cho mình hết rồi. Hả? Thôi nó vào khởi đầu mới sợ vậy, im ngu rồi. Không có đầu, có đầu nè. Chưa thắng máy đâu. Cái này đâu cao đâu anh. Cái này thấp 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 hơn bà. Thấp hơn bà. Bữa thì là nên cá tới cao. Sợ có gian còn dữ nữa. Trang là gì? Bên bên vậy. Đây cũng mấy con mấy cái mộ. Bên bên nó qua. Quá trời sòi kìa. Sòi nó đi chưa?
ở đây sồi cũng... kêu dừng lại, bấm móc dừng lại, hái chơi đi. Không, anh thấy tao làm có làm đâu anh, dừng cái lưu trái rồi đã không? Chưa, để coi coi. Trời ơi, chưa đi chở đi vườn trái cây đi, thiệt nhỏ lớn, không biết vườn trái cây là gì á. Anh nói chở đi anh. Anh hết. Chỗ đâu em, từ từ em, anh nghiên cứu đã. Anh sao? Anh hết thương em sao? Phải nghiên cứu. Anh hết thương em mà. Đứng ngồi, đứng ngồi, để từ từ, từ đó. Ủa là chim nhạc ôm chùm luôn hả? Phải là người ta quay top, mẹ quay chúng con. Dữ không? Sợ vô hình còn đẹp hơn con. Ôi đi, đi bố chè mặt. Quay gì vậy bà? Em live stream. Con thấy thằng Long là anh chỉ cho mọi người biết nha. Chưa, con thấy. Chủ nó cắt lên tiền, hơi khó nói rồi. Thì nó hốt tiền không biết nhiều. Ủa cây đó cây gì ta? Dạ, cây xanh anh. Đấy, cây gì mà chụp trong vậy? Tuyệt vời quá gì, anh chị. Ừ, chị cảm ơn. À, sồi mà nó trồng vậy đó hả? Nó bảo vệ vậy đó. À, nó chùm vô, nó bọc vô. Lỡ đi rồi đi luôn. Rồi nửa trái lớn rồi hết. Đi hết. Sao mày chụp nó trái xíu rồi. Giờ trả nợ. À, với xoài với kia kìa. Xoài. Xoài mà nó chùm gì đó. Thôi em không thích đi vườn xoài đi, em thích đi vườn vô da đồ đó. Xoài nó chùm gì kì. Cái số xanh long hình như có đi qua đó gì đó. Để coi coi. Nóng à? Nóng mà. Mình lại đứng gió rồi. Wow, đã quá. Đã nó tự sướng thì na đẹp ha. À, đẹp thiệt. Không có đâu, hướng na. Dạ. Hướng na lớn đó, tự sướng thì đẹp, thấy núi này kia đẹp á. Không, em thích live stream. Ơi, coi chừng đụng cái cột. Ủa quên, tự nhiên thấy cái cột á, nó cho chừng đụng cái cột. Ừ. Dùng một cái điện năng lượng đó. Dạ. Ủa nhớ nó có qua số lòng mà ta. Sao mẹ cười quá. Ờ, đẹp quá hơn, coi kìa, chứ không sao hết đó. Hả? Đã. À, chút kia nó kìa. Quay đi. Hai đi trời. Em lấy chim hai đi. Xin chào mọi người. À, bên phía Nha Trang nha, mình đang ở bên phía miền Tây nha. Nha Trang, ê bên miền Tây chào Nha Trang nha. 867 chào 79 đi. 7 An Giang. 7 An Giang chào. 7 số 7 chào 79. 79 xào ăn nhan nha. 79 xào luôn hả? Đây chai hot boy, mày lâu lâu cái chĩa qua đây, lâu chĩa qua đây. Đây là hot boy, hot boy. Hot boy long xiên. Nói tiếng ngồi là nào. Good boy, good boy, good boy, good boy. Đây là good boy. Good girl. Đọc ai có nhu cầu xin gửi hồ sơ gì có hai dòng, dòng cô Ly với dòng bé Na. Rồi xong. Rồi tới đây là cún cún boy. Lên à. Ủa, bây giờ mình đang đi lên nè. Lên. Bắt đầu ù cái lỗ tai đó. Có đâu. Trời ơi, bả tưởng tượng rồi trời. Rồi, rồi. Đây, lên nhạc chưa, lên nhạc chưa. Có làm như lên độ cao 1000 mét. Chị, đây, 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 cao 1000 mét. Ù ta chưa. Ngọt ngào vô vậy. Ủa, ù quá. Hả? Sao không nghe được cái gì vậy? Ta kỹ anh giờ sao hết nút nó bọt đúng không anh? Nghe đồn như hùng nhậu hết. Đâu, làm sao cho hết rồi, cho hết à. Thể hiện tình cảm, hết ù tai chưa? Tôi mới lên cái trời, hết hương em rồi. Không học hát gì hết rồi. Qua cái đỉnh này sao mới có thanh long hả? Đâu thanh long đâu? Chưa, xuống thanh long. Suối thác gì nghe nói đẹp lắm á. Cái chỗ bữa mình đi á, anh nó nói là đi chết trên cái thác đó. Lâu lắm đâu quá. Nhớ nó có đi qua. Anh nghe nói thôi chứ anh cũng lần đầu tiên đi đi cắp chơi núi cắm nè. Đợt rồi tới đi đó nhưng mà núi, không biết được. Núi cắm là núi châu đốc khác mà. Châu đốc khác mà. Ở bên núi cắm nhưng mà nó dặn thuộc châu đốc. Nhưng mà nó là kêu là khu vực núi cắm. Ủa bên châu đốc là núi gì? Thuộc bảy núi, dùng bảy núi Thất Sơn. Thất Sơn. Ủa còn người ta đi chùa bà châu đốc là đâu? Đi xa thôi qua.